Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị một trong những cái nguồn thông tin liên quan đến câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày hôm qua thì chúng ta được biết là cái thông tin liên quan đến phía cơ quan chức năng, họ đã chính thức thông báo để mà truy tìm những ai là nạn nhân liên quan đến câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tỉnh Thất Bồng Lai. Thì ngay lập tức quý vị có thể thấy là những cái con nhang đệ tử họ đang nhốn nháo hẳn lên. Đặc biệt là cô Lan Lưu Thưa và gần đây thì lại là cô Thanh Trần. Hai cái nhân vật này là khá là tích cực. Cô Thanh Trần thì mới đây có một đăng tải một trong những cái bài viết liên quan đến cái câu chuyện của Thiền Am Bộ Vũ Trụ, sau khi mà phía cơ quan chức năng họ đã chính thức truy tìm những ai là nạn nhân trong vụ việc liên quan đến gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. Thì trước tiên Thanh Nguyên xin được chia sẻ cái bài viết này được đăng trên tab cộng đồng của cô Thanh Trần với những cái lời lẽ mà có thể nói rằng đó, một lần nữa chúng ta có thể thấy là các nhân vật này họ đang cố gắng không thể nói là binh vực cho Thiền Am không, mà họ đang cố gắng xuyên tạc đảng và nhà nước của chúng ta. Với một trong những cái câu chuyện này thì cô Thanh Trần đã chia sẻ yêu cầu các cơ quan và khối đoàn thể nên xem xét lại vụ việc xảy ra tại nơi tu tại gia. Cơ sở có tên là Thiền Am Binh Vực Vũ Trụ, tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi tòa án xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, có rất nhiều dư luận xã hội cho rằng bản án xét xử không đúng sự thật. Nhiều ý kiến của người dân chưa đồng tình với hai cấp tòa xét xử. Thật ra thì với một cái trang Facebook có cái tên gọi là Tiếng Nói Người Dân nào đó thì đăng tải này cái bài này, ngay lập tức cô Thanh Trần đã share bài viết về với cái ngụ ý đó chính là đồng tình với những cái lời nói trong bài viết. Chúng ta có thể thấy rằng bài viết cho rằng có rất nhiều dư luận xã hội cho rằng bản án xét xử không đúng sự thật. Thật ra đó, rất nhiều ở đây là ai? Là những fan cuồng, fan điên của Thiền Am mà thôi của chú anh chị. Còn tất cả những người dân của chúng ta đó thì khi mà nói rằng là khi xét xử nơi gọi là tỉnh Thất Bồng Lai thì tất cả đều ủng hộ và chưa đồng tình với hai cấp tòa xét xử. Chưa đồng tình ở đây là chưa đồng tình như thế nào với cái bản án mà của hai cấp tòa xét xử. Rất là nhiều, Thanh Nguyên cũng thấy có rất là nhiều ý kiến chưa đồng tình, nhưng mà họ chưa đồng tình là bởi vì xử còn quá nhẹ cho ông Lê Tùng Vân, chứ không phải là nói rằng là vu oan hay là giáo oai cho Thiền Am cả. Thưa cô chú anh chị, đó là một Thanh Nguyên thấy và rất là nhiều những cái comment ý kiến của cô chú anh chị. Người ta còn nói rằng là chỉ với 5 năm tù hay là 4 năm tù, 3 năm 6 tháng tù thì nó quá nhẹ đối với một trong những cái con người mà như là ông Lê Tùng Vân cùng các đồ đệ của mình. Từ khi hai cấp tòa án xét xử, nay trên mạng xã hội rất phức tạp, làm an ninh trật tự, làm mất an ninh trật tự xã hội. Trên không gian mạng yêu cầu các cơ quan chức năng, đại diện pháp luật vào cuộc cấp sớm điều tra sự thật, mong có tiếng nói của quý lãnh đạo nói lên sự thật trong vụ việc tại Thiền Am ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người dân đang bàn tán xôn xao, chưa biết đâu là sự thật. Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều tra khởi tố vụ án có đúng pháp luật hay không? Vụ án 50 người vào Thiền Am đánh người gây thương tích, xâm nhập gia cư bất hợp pháp 50, nhiều báo đài đã đăng. Vậy công an huyện Đức Hòa có xử lý hay chưa? Tiếp theo là họ cho rằng là vụ 210 lượng vàng tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, sự thật công an huyện Đức Hòa có biết hay là không? Thứ tư là dư luận cho rằng 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp có bao che. Nếu không bao che, sao không điều tra, sao không khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đánh người gây thương tích và mất tài sản. Sau khi vụ việc tại Thiền Am được quý lãnh đạo chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc để xét xử được công bằng và xử đúng người đúng tội, tránh oan sai, không được bao che tội phạm, không có vùng cấm, phải điều tra làm rõ tránh phức tạp sau này, người dân đang chờ đợi lãnh đạo trung ương vào cuộc hầu làm sáng tỏ vụ án Thiền Am Binh Vực Vũ Trụ. Với cái bài viết này chúng ta có thể thấy rằng đó, cái mong muốn của họ là về phía gọi là trung ương vào cuộc, đặc biệt là Bộ Công an, khi mà đã có rất là nhiều những cái lá đơn này, rồi là những cái bản báo cáo vụ án của các luật sư. Hàng ngày chúng ta có thể thấy là trên các kênh như là Nhật Ký Luật Sư nè, Bút Ký Nghề Luật nè, họ phát lại một trong những cái bản báo cáo mà họ chính tay họ làm ra.
cho cái ông luật sư dường như là ông Trịnh Văn Miến thì phải, Trịnh Vĩnh Phúc, ông Trịnh Vĩnh Phúc, để mà cứ lặp đi lặp lại cái câu chuyện mà gọi là ông ta làm một trong những bản báo cáo vụ án mà gửi đơn lên gọi là Bộ Công an, đặc biệt là Đại tướng Tô Lâm. Họ cũng đã rất là nhiều lần chia sẻ cái thông tin này liên quan đến vụ việc Tiền Giang và Vũ Trụ. Chúng ta có thể thấy là tất cả những cái thông tin họ đưa ra là điều mà những cái điều mà các luật sư họ đã đều chia sẻ, thậm chí là họ đã nói đi nói lại rất là nhiều lần trên các cái phiên gọi là sơ thẩm hoặc cho đến là phúc thẩm. Họ cho rằng là cơ quan công an Nguyễn Đức Hòa bao che tội phạm, bỏ lọt tội phạm, và thậm chí là liên quan đến vụ 210 lượng vàng thì Thanh Nguyên cũng thấy khá là buồn cười khi mà cái tội danh gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản sắp tới đây đó, chuẩn bị gọi là khởi tố bị can rồi, mà cho đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn cho rằng là họ bị mất tiền, mất vàng, mất bạc. Vậy thì trước tiên chúng ta có thể hiểu thế này là cô chú anh chị, nguồn tiền nó từ ở đâu ra, anh làm cái gì mà anh có được, Mạnh Thường Quân là Mạnh Thường Quân nào, và đóng góp vào ngày nào, với mục đích và lý do gì. Đơn giản cái số tiền nếu như mà đóng góp của chú anh chị chúng ta dùng sai cái số tiền đó thôi thì cũng gọi là vi phạm nha. Mạnh Thường Quân nếu như mà đóng góp chuyển tiền vào nói rằng là em đi phát quà từ thiện ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà người ta phát sai vị trí, ví dụ như phát ở miền Trung nhưng mà chúng ta lại phát ở miền Tây, gọi như vậy là cũng là một trong những cái gọi là cái hành vi gọi là sử dụng sai mục đích, cũng gọi là vi phạm chứ không có gọi là đơn giản với như các cá nhân gọi là Tiền Giang Vũ Trụ này đâu, thưa cô chú chị. Với một trong những cái khối tài sản cực kỳ khủng, 210 cây vàng đối với ông Lê Tùng Vân là một trong những điều bình thường. Trong tài khoản của các bị cáo này, trong thời điểm hiện tại đó, quý vị chúng ta được biết là cái số nó lên đến gọi là hàng trăm tỷ đồng, chứ không phải chỉ đơn giản là 210 cây vàng đâu, thưa quý vị. Cho nên có thể thấy rằng đó, đến ngày hôm nay khi mà cơ quan chức năng đã chính thức thông báo truy tìm bị hại thì Thanh Nguyên cũng mong rằng quý anh chị, những quý Mạnh Thường Quân hãy thật sự sáng suốt, vì mà chúng ta đã gửi trao cái niềm tin vào nơi gọi là cứ ngỡ rằng đó là chùa nè, cứ ngỡ rằng đó là nuôi dạy trẻ mồ côi, nhưng thực chất những cái nơi này là chúng ta gửi tiền vào toàn là nuôi những đứa con của ông Lê Tùng Vân mà thôi, thưa quý vị, đứa con đứa cháu ông thôi, chứ thật chất gọi là cũng chẳng có trẻ mồ côi nào cả. Có một số những cái đứa trẻ mồ côi thì cũng đã được gia đình nhận về rồi, bởi vì ở trong đó những đứa trẻ mồ côi thật sự đó, nó không được đối đãi bằng với gọi là những cái đứa trẻ con của những cái nicotine ở đây. Những người con của họ thì họ đối xử rất là tốt, nhưng mà thật sự khi mà họ nhận bên ngoài vào thì họ coi như một người ở, người ở để mà phục vụ cho gia đình, cho con cái của họ, chứ họ chẳng có xem như là công bằng, gọi là như là những đứa trẻ mồ côi giống nhau đâu, kể cả ăn uống đi học hàng ngày cũng vậy. Rất là nhiều đứa bé cũng đã gọi là được gia đình đón về và người ta cũng đã lên tiếng trong sự thật, vậy mà vẫn có một số người vẫn còn gọi là u mê bất chấp, binh vực một cách gọi là ngu muội. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại cô Lan Đưa Thưa, nhắc đến cô Lan Đưa Thưa thì có một câu chuyện khá là thú vị gần đây liên quan đến cái câu chuyện mà Giang Thám Tử Cao với lại cái câu chuyện gọi là Thánh Cờ Miền Tây. Khi mà trước đây liên quan câu chuyện mà nhà của Thám Tử Cao bị tạc sơn, Thám Nguyên nhận được cái thông tin đó chính là Thánh Cờ Miền Tây vừa mới qua đó đã bị chính thức gọi là bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến cái việc mà làm nhục người khác trên không gian mạng. Thì trong quá trình điều tra dường như cái này đã khai ra một cái sự việc, đó chính là trước đây cô Lan Đưa Thưa, nghe đâu đó nha, cô Lan Đưa Thưa có nhờ anh này tạc sơn và trả cho anh ấy một ít gọi là thù lao nào đó, thì không biết có thật hay không. Nếu mà thật sự như vậy thì chúng ta có thể thấy thôi cái thủ đoạn của gọi là các cá nhân gọi là Thiền Am Bộ Vũ Trụ họ dơ đến mức độ nào. Và nếu mà sự việc là được làm sáng tỏ thì Thanh Nguyên nghĩ rằng anh chàng Thám Tử Cung này á, Thám Tử Cao này cũng không gọi là dễ dàng tha cho cô Lan đâu. Riêng về cô Lan, hôm mấy bữa đài cô Lan rất là giận dữ và thậm chí là tuyên bố sẽ kiện Thám Tử Cao, là một cái câu chuyện khá là cực kỳ gọi là thú vị. Và riêng Thanh Nguyên thấy là cả hai mà hai nhân vật này lại là tố nhau thì cũng khá là hay. Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì cô chú anh chị, theo cô Lan thì cô Lan đã dựa hơi vào gia đình chồng của mình là có công cách mạng, rồi là cựu chiến binh như thế này như thế kia, nên cô Lan dựa hơi vào, cô Lan không sợ bất cứ ai, công an mời lên thì cô Lan cũng không
gọi là không có chấp hành. Cô Lan chống đối, cô Lan kêu là cô Lan bệnh, cô Lan gọi là bận, cô Lan không lên, đợi người ta đến nhà chụp hình cái này cái kia, thì cô Lan đòi thưa kiện, khá là buồn cười. Nhưng mà nếu mà hai nhân vật này để mà đem ra tòa mà giáp mặt lẫn nhau thì có rất là nhiều những cái câu chuyện mà gọi là để nói thưa quý vị. Thì cô chú chị chúng ta được biết đó, trong cái thời điểm này là một trong những cái thời điểm cực kỳ nhạy cảm đối với tỉnh Thất Bồng Lai, khi mà cũng gọi là sắp đến ngày ông Lê Tùng Vân phải thi hành án liên quan đến cái tội danh 331, và cũng chuẩn bị đến ngày để mà có thể nói là khởi tố bị can trong câu chuyện gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi cơ quan chức năng đã chính thức truy tìm bị hại. Thì quý vị chúng ta được biết đó, Thanh Nguyên đã nhận được một số cái thông tin là cho rằng là một số bị hại cũng đã viết đơn từ rất là lâu rồi, người ta mới khởi tố vụ án trong cái sự việc này, thậm chí là tin về tố giác tội phạm, tin báo về tội phạm đó cô chú anh chị. Cho nên nếu mà để nói rằng các fan Thiền Am trong thời điểm hiện tại họ lưu lo rằng họ đã dùng cái cách thức của mình, đó chính là kêu gọi những cái mạnh thường quân đó gọi là đừng có gọi là rút lại những tất cả những cái đơn kiện tụng, thì họ sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền ra mà đền bù tất cả cho các mạnh thường quân. Một trong những cái câu chuyện khá là buồn cười, nhiều khi đó quý vị, mạnh thường quân đó, người ta gửi tiền thật sự là người ta không có mong muốn là người ta sẽ lấy lại tiền, người ta gửi tiền là người ta đặt trọn cái niềm tin vào cái người đó để mà có thể mà giúp đỡ họ đi làm từ thiện hoặc là giúp đỡ cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà người ta khi mà người ta bị phát hiện, người ta gọi là quý vị khán giả gọi là lừa đảo người ta đi, trước tiên là người ta cảm thấy thất vọng, người ta cảm thấy thất vọng và khi mà đã bị lừa đảo một cách như vậy, khi mà chặt niềm tin không đúng chỗ, thất vọng người đó và thất vọng của bản thân, là người nhiều người thì người ta cảm thấy gọi là bị xúc phạm, khiến cho người ta rất là buồn. Còn nhiều người thưa quý vị thì người ta nghĩ rằng đó đã cho đi rồi thì người ta không mong muốn nhận lại, và thậm chí có bị lừa gạt thì người ta cũng cho qua luôn. Đó là một cái điều thứ hai. Còn điều thứ ba là rất là nhiều người khi mà cho tiền rồi biết gọi là bị người ta lừa gạt, thậm chí là rất là tức tối trong người nhưng mà lại không dám nói ra, bởi vì sợ gọi là mắc cỡ. Mắc cỡ khi mà nói ra người ta lại nói mình gọi là ngu thế này ngu thế kia, lại bị nó lừa đảo. Cho nên là rất là ít mạnh thường quân, có thể nói là trong và ngoài nước. Còn riêng về những người ngoài nước á, thì họ không có thời gian, bởi vì nếu như họ bay đi bay về liên tục mà để làm việc với cơ quan chức năng đó thì họ không có đủ thời gian, cho nên là rất là khó khăn trong cái việc gọi là Thanh Nguyên đánh giá rằng rất khó khăn trong cái việc truy tìm bị hại của tỉnh Thất Bồng Lai. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, trong cái thời điểm đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều gọi là mạnh thường quân họ gửi tiền về, họ còn tin tưởng, bởi vì qua những cái lời mật ngọt, những cái lời gọi là của các luật sư rồi nào các con cháu của ông Lê Tùng Vân trong ngoài nước như Lê Thanh Minh Tú và một cái cô nào đó ở bên Mỹ nữa, vận động quyên góp nữa, nào là Nam Quang, nào là Tiến Dũng nữa, rồi vân vân. Cho nên là cái nguồn tiền nó vẫn được gọi là cung cấp về đều để cho các nicotine, các chú tiểu, các thằng giả sư trong thời điểm hiện tại họ sử dụng, đặc biệt là tội nhất là tội những đứa bé, thưa quý vị, sau này lớn lên nó cũng chẳng biết làm gì, sinh sống như thế nào nữa, cha mẹ của nó thì trước giờ thì cũng có biết làm gì đâu, sống với Lê Tùng Vân thì chỉ biết dàn dựng những cái kịch bản để mà đi lừa đảo người ta thôi. Còn bây giờ là mọi thứ đã vỡ lẽ rồi thì còn lừa ai được nữa. Không biết là tương lai tụi nó sẽ ra sao, nếu mà ăn học thành tài đó thì có tìm được một công việc tốt để mình làm, chứ đừng có những cái câu chuyện như là giống cha mẹ của tụi nó nữa, thưa cô chú anh chị. Đây là một trong những cái điều mà cũng rất là nhiều quý vị mạnh thường quân đó cảm thấy động lòng nhất là những cái đứa bé, cho nên là họ bỏ qua tất cả. Nhưng mà theo Thanh Nguyên đánh giá thì chúng ta trước tiên đó, giúp thì giúp phải đúng, giúp là giúp cho những đứa bé thôi, không phải là giúp cho những cái người con người lớn đó. Cho nên rất là mong quý anh chị, quý mạnh thường quân, những ai đã từng đóng góp cho Thiền Am bảo trụ thì chúng ta hãy lên tiếng. Về phía cơ quan chức năng vẫn đang trong cái quá trình tìm kiếm những cái nạn nhân để mà làm rõ những cái sự việc mà chúng ta có thể thấy là nó trải qua rất là nhiều năm rồi, nó vẫn chưa được rõ ràng. Và ngày hôm nay thì sự việc nó đã quá rõ ràng, chỉ còn một tí nữa thôi thì quý vị chúng ta có thể sẽ được hiểu ra hết ai là kẻ chủ mưu, ai là đồng phạm
sẽ có nhân vật nổi tiếng nào dính chàm vào câu chuyện này hay chăng. Thì Thanh Nguyên cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái nguồn thông tin mới nhất để mà gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ xin cảm ơn, cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video và chủ đề mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả quý chú chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên. Đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng trà Mụ Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.